Trịnh Gia Khánh có chuyện gì vậy? Hoặc thời độ các cổ phiếu công nghiệp rượu Manly chúng ta đã mua trước đây, bây giờ nó đã tăng giá gấp đôi. Cậu dự đoán như là thần vậy, bây giờ tôi đã kiếm được 200.000, thật tuyệt vời. Hoặc thời độ lẽ ra cậu phải kiếm được hơn 500.000 nhân dân tệ. Tôi vẫn chưa vội, tôi dự định đợi đến khi cổ phiếu đạt được 1 triệu rồi mới bán. Được rồi, tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình để đồng hành cùng cậu, tôi luôn là đồng đội cậu. Bây giờ tôi đã có hơn 500.000 nhân dân tệ trong tay, sau kỳ nghỉ hè 500.000 nhân dân tệ này sẽ trở thành 1 triệu nhân dân tệ. Khi đó cậu có thể bán tất cả cổ phiếu trong tay cậu. Trịnh Gia Khánh, ngày mai cậu có ở nhà không? Ngày mai hãy ra ngoài đi dạo với tôi. Lần trước tôi đi du lịch chán quá, tôi đã chụp vài bức ảnh với Lục Lê Tuyết, nhưng nữ thần may mắn đã rời bỏ tôi. Những bức ảnh đó đã bị mẹ tôi phát hiện, bây giờ mẹ tôi đang tra tấn tôi. Được rồi, tôi sẽ không nói với cậu nữa, ngày mai tôi sẽ đi tìm cậu. Có chuyện gì với bạn tôi vậy? Điều tôi nói về cậu ngày hôm qua đã bị phát hiện chưa? Hôm qua mẹ tôi đã đem quần áo của tôi đi giặt, sau đó những bức ảnh tôi chụp cùng Lục Lê Tuyết bị phát hiện. Mẹ tôi còn hỏi cô gái này là ai. Mẹ ép tôi phải đặt một cuộc hẹn, có cả bố lẫn mẹ và cùng nhau dùng bữa. Nhưng vấn đề là cha mẹ của Lục Lê Tuyết hoàn toàn không biết về tôi. Cậu bé thật may mắn, nhân tiện tôi định đi xem vài thứ. Tìm một nhà hàng thịt nướng trong cửa hàng. Không phải cậu cũng sắp vào đại học rồi sao? Tôi muốn tận dụng cơ hội để bắt đầu một công việc phụ và kiếm tiền. Cậu cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi rồi, tôi không muốn ông quá mệt mỏi. Chẳng phải cậu cũng có thể nhận được học bổng sao? Chắc là nó đủ để trả tiền học phí cho cậu phải không? Cậu có nghĩ là tôi làm tốt như cậu đã làm trong kỳ thi không? Tôi đã kiểm tra trực tuyến. Học bổng trường cấp cho tôi hình như chỉ hơn 20.000 nhân dân tệ. Nhưng hoặc thời độ tôi không phiền nếu cậu muốn kinh doanh gì đó. Chỉ là việc mở một nhà hàng đồ nướng có viển vông quá không? Cậu có nhiều tiền thế không? Tôi nghĩ hai chúng ta có thể tìm một nơi làm việc bán thời gian. Trịnh Gia Khánh, cậu đừng quá lo lắng. Hiện tại tôi có 500.000 nhân dân tệ trong tay. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hoặc thời độ cậu làm ăn trộm mà. Tôi là người như vậy à? Chuyện là thế này. Hoặc thời độ tôi không bằng cậu đâu. Nếu cậu có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Tôi biết cậu đang vội, nhưng đừng lo lắng nữa. Sẽ vô ích nếu tôi nói với cậu trước đây. Cậu có nhiều tiền thế không? Với số tiền lớn như vậy, cậu có dám đầu tư toàn bộ số tiền đó vào việc mua cổ phiếu không? Cậu dự định đầu tư bao nhiêu? Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào địa điểm và chi phí hàng ngày. Đó không phải là mục đích chúng ta đến đây sao? Sau một buổi chiều, cuối cùng cặp đôi đã tìm được một địa điểm thích hợp ở trung tâm thành phố. Trịnh Gia Khánh cũng đang có ý định dùng học bổng 100.000 nhân dân tệ của mình để đầu tư vào cổ phiếu. Mặc dù tôi đã nói rằng cậu vẫn có thể sở hữu cổ phiếu mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào, nhưng tôi vẫn chịu thua sự kiên trì của một người anh em tốt. Bước tiếp theo là đợi tiền về. Con đã nói tất cả, ngày mai con không muốn đi ăn tối với Lê Lãng Lãng đó. Đừng đưa con đến đó. Không được, gia đình Lê bọn họ đã đặt chỗ ở nhà hàng Corbin vào ngày mai. Lê gia đã mời cả gia đình chúng ta, sẽ không có vấn đề gì nếu con không ra nước ngoài học đại học. Con phải đi ăn bữa này. Con có biết Lê gia có thực lực như nào không? Lê gia là một trong những gia đình quý tộc đã hỗ trợ tài chính lớn cho Lý gia. Chính là bởi vì Lý gia có Lê gia làm chỗ dựa tài chính nên Lý Hải Anh mới thăng tiến lên chức thị trưởng. Tất nhiên Lý Hải Anh cũng đã gián tiếp giúp đỡ nhà họ Lê rất nhiều. Họ Lê của anh ta có liên quan gì đến chúng ta? Con ghét Lê Lãng Lãng. Con không muốn đi. Lý Tiểu Ngọc, lần này hãy nghe lời bố nhé. Chúng ta làm điều này là để làm cho cuộc sống của con tốt hơn trong tương lai. Con có biết con gái của thống đốc Lưu không? Cô ấy cũng đã kết hôn với gia đình Lê. Bây giờ cô ấy tương đương với một nửa chủ sở hữu của gia đình Lê. Con hãy tự mình suy nghĩ về điều đó. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Bây giờ tất cả tùy thuộc vào con. Cuộc nói chuyện về hôn nhân sắp đặt ở đâu? Tất cả là do em đã quá chiều chuộng con bé. Ngay cả khi con muốn đi du học, để con đi ăn tối với nhà họ Lê nhưng con không muốn đi. Con muốn biết có bao nhiêu người đang xếp hàng, muốn thiết lập mối quan hệ với họ Lê nhưng họ đếch quan tâm không? Tôi không đi, ông già ông nghĩ ông là ai? Là sợi dây buộc vào đầu tôi à? Tôi không phải là công cụ để ông đạt được danh tiếng và sự giàu có. Họ có giàu có và quyền lực không? Tôi có nên kết bạn với họ không? Cho dù không muốn đi thì cũng phải đi, nếu không đi tao sẽ bẻ gãy chân mày. Con gái con đi đâu thế? Con bé đã quen với tất cả để con bé yên. Một cô gái to lớn như vậy có thể bị lạc sao? Hãy để con bé tự suy nghĩ về điều đó.